Xin chào bác. Lâu lâu vừa rồi mới xuống Hà Nam các bạn. Thì đây các bác cũng biết là trại nào rồi đúng không ạ? Thì hôm nay tiện đưa mấy trại, mấy lãnh đạo từ bên Lai Châu xuống dưới này để thăm cái mô hình trại bò 500 con nữa bác. Này đi cũng khá là đông các bạn. Thì hôm nay chúng ta cùng qua trại để xem đó là những cái dàn bò sau khoảng 2 tháng nuôi nó như thế nào nhỉ các bác. Lâu lâu rồi không vào. Anh tích rất nhiều rơm ạ. Cực kỳ nhiều rơm luôn. Đây chia sẻ bác là ở trại nhánh xoàn cũng tích cực kỳ nhiều rơm luôn bác này. Mùa này là vụ mùa có hơn 2.000 cân thôi. Còn đây là cái món bò sinh sản đấy bác này. Bây giờ anh nghĩ tách từng khu một rồi. Giả sử như bò này nó rơi tầm khoảng 3 tháng này. Bò này nó đang đẻ này. Nhưng bò anh ấy tách riêng từng khu một các bạn. 3 tháng, 5 tháng, 8, 7, 8 tháng. Rồi bò đẻ tách riêng từng khu một luôn. Đây nữa. Đây. Đó. Chia sẻ với bác là đây là những con bò mẹ các bác nhìn thấy nó nằm thoải mái không ạ? Bây giờ hiện tại đang khoảng 50 con bò sinh sản đó các bác. Đây kia và các bác đang nghe chủ trại tư vấn làm chuồng rồi cách chăm sóc như thế nào các bác này. Đó. Đây này. À cái vấn đề đó là đây này các bác này. À, nếu mà các bác làm sau thì các bác cố gắng là đưa cái máng nước này ra bên ngoài kia như mấy cái trại đó. Tôi đã cũng chia sẻ nhiều rồi. Thì nó đỡ bị ướt chuồng nữa. Đây làm đệm lót sinh học hết các bạn. Còn bây giờ bắt đầu là anh ấy cũng làm xây cái bể ủ đây các bác này. Xây 4 bể ủ. Mỗi bể này nhỏ nhỏ này thôi. Chia sẻ bác là ủ được đó là khoảng hơn 20 tấn đó các bác. Đây chia sẻ bác là đây là những cái dàn bò. Trước đây là chỗ này là bãi chăn thả ạ. Thì bây giờ là anh ấy làm mái ra đây hết rồi để tránh cái hiện tượng đó là nước mưa các thứ nó bắn vào, nó hắt vào. Đây các bác có thể thấy là sau khoảng hơn 2 tháng anh nhập bò là bây giờ bò này nó phải rơi tầm khoảng 5-6 tạ hết rồi. Từ giờ cuối tháng cuối năm là bán hết đấy. À, các bác cố gắng là trong cái chuồng nuôi như này thì các bác phải có làm đệm lót nha các bác, đệm lót sinh học nha. Đấy. Ở đây là đá liếm này các bác này. Các bác có thể thấy là đối với mùa thu này thì rất là mát đúng không ạ? Bò ăn uống xong là rất là thoải mái. Ngày xưa là anh ấy dự tính là nuôi bò 3B hết. Nhưng mà nhập con giống bò 3B thì chia sẻ bác là giống nó đắt quá các bạn. Thì vừa rồi là anh cũng nhập rồi tầm khoảng hơn 100 con bò. Đó là con bò Thái này các bác này. Đối bò Thái này thì chia sẻ bác là trung bình hồi đó là anh nhập 84.000 đồng trên cân đó các bác. Thì cái chất lượng thịt cộng với lại thêm đó là cái tốc độ sinh trưởng nó rất là tốt. Đây những dàn bò 3B mà bò nhà anh ấy đẻ ra đây bác này. Đấy những con bò này. Đó.
Nhìn nó ngày xưa 1-2 tháng trước về vào các bác nhìn thấy là vẫn nhỏ tí, bây giờ các bác nhìn thấy to chưa, cực kỳ to luôn rồi. Nhìn cao to chưa, bọn này chắc phải rơi tầm khoảng gần 5 tạ hết rồi. Đây, những con bò Thái này nhìn nó, theo bác là những con bò này là bao nhiêu cân rồi ạ? Nhìn cao to chưa ạ? Toàn bò đực nha các bác. Đấy. Nhìn cái sừng nhìn đẹp chưa ạ? Bò Thái nhìn sừng. Ấy, cao chưa? Đuổi này lên nè. Dậy nào. Ấy. Hoành tráng chưa bác? Mấy con này to, chắc là to nhất chuồng ạ. Đây cho các bác chiêm ngưỡng lại con dàn bò 3B nha. Đây. Ôi. Ôi. Đấy, nhìn những con bò 3B mà bò sinh sản nhà anh ấy tự sinh ra này. Nhìn cũng rất là to đúng không ạ? Chân tay này khung rất là to. Đoạn loại này thì chia sẻ bác là nuôi mới được thịt được. Đó. Đấy. Có mông, có vai, có mọi thứ nha bác. Toàn bò cái giống bò lai xin anh ấy chọn lựa sinh ra đó các bác. Đây còn những con bò Thái đây. Đây anh sửa lại để anh nuôi bò thịt hết các bạn. Bởi vì anh thấy là cái tốc độ sinh trưởng của cái những cái dòng bò này á là nó tăng trọng có con đến từ 2 cân mà có một số con anh bảo là tăng trọng đến 3 cân, mình cũng không biết là có chuẩn xác hay không. Dơm thì anh tích rất là nhiều. Tôi vẫn muốn nói lại là cái máng nước này. Cái máng nước này bỏ ra bên ngoài kia thì con bò nó uống, khi nó uống vào đây á thì nó tránh hiện tượng nó là vầy ra cái lèn chuồng của mình. Như một số mô hình tôi đã chia sẻ đó. Đối bò Thái này chia sẻ bác là đối chương trình dinh dưỡng đối với con bò như thế này á thì chủ yếu là rơm, cỏ ủ, ba đậu, ba bia, cám. Cỏ xanh rất ít, đối với giai đoạn vỗ này chỉ 7 đến 10 cân một con thôi. Còn bã bia với bã đậu thì anh trộn lẫn, cám anh trộn lẫn cho ăn. Thì ăn nói chung là ăn bây giờ hiện tại một con như thế này là ăn rơi tầm khoảng 50.000 một con một ngày. Nhưng mà nó tăng trọng trên 2 cân một con một ngày. Đây là theo anh chủ trại anh chia sẻ nha bác. Anh Soan anh chia sẻ đó, không phải là tôi bịa ra đâu nha bác. Nếu bác nào mà bảo tôi lôi phét thì các bác có thể là liên hệ với anh Soàn để chứng thực nha. Anh bảo là có con nó tăng trọng 3 cân một ngày. Mình vẫn kết đó là cái dàn bò 3B này của nhà anh ấy các bác. Đẹp dã man luôn, thật sự luôn. Bọn này những con to kia phải rơi tầm khoảng trên dưới 4 tạ hết rồi, 5 tạ rồi. Những con này chẳng to. Này hôm nọ vào nhỏ nhìn nhỏ tí, hôm nay đã to như thế này. Đẹp chưa? Đấy. Chia sẻ bác đây. Đấy, đá liếm các bác treo tự do như thế này, mỗi ô chuồng các bác treo rơi tầm khoảng 2 đến 3 viên nha bác.
Thì con bò khi nó thiếu khoáng, thiếu muối thứ này nó tự liếm vào đây nhớ bác. Tự liếm vào đá liếm này. Này cho các bác ngó lại cái dàn bò Thái nhà anh bắt rơi tầm khoảng chắc cũng phải rơi tầm 3 tháng rồi. Từ giờ đến tháng 11 là có thể là anh ấy xuất rồi các bác. Nhìn rất là thoải mái đúng không ạ, mấy con bò này. Sức sinh trưởng bò này thì khá là tốt các bạn. Chương trình dinh dưỡng thì chủ yếu là, tôi nói lại là chủ yếu là cỏ ủ, bã bìa, bã đậu, cám. Và đối với cỏ xanh thì chia sẻ bác là chỉ dơ tầm khoảng 7 đến 10 cân một ngày thôi. Anh cũng rất ít cỏ xanh, cũng không có nhiều cỏ xanh đâu bác. Đó, thì hôm nay tôi chỉ review qua đối với trại này cho các bác thôi. Tôi không review quá nhiều đối với trại này rồi. Thì tôi kết thúc video tại đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video lần sau.